Hôm nay tôi muốn nói về bài thánh ca Thánh Chúa siêu việt của chúng ta ca ngợi Chúa lúc đầu giờ. Để chia sẻ với quý vị rằng tất cả chúng ta đều có thể ngợi khen Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh. Đương nhiên là khi mọi người được Chúa ban cho ơn phước dư dật thì chúng ta dễ dàng ca ngợi Chúa rồi, phải phải không? Khi mà Chúa ban ơn phước cho chúng ta dư dật sức khỏe, chúng ta được dồi dào, mọi việc đều may mắn thì chúng ta dễ dàng ca ngợi Chúa, dễ dàng khen ngợi tình yêu thương của Ngài và ơn phước Chúa đổ trên đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta phải đương đầu với những trở ngại của đời sống, chúng ta phải đối diện với bão táp của cuộc đời, của thế gian, chúng ta vẫn có thể cảm tạ và ngợi khen quyền năng của Chúa. Nhưng không phải chỉ có đợi đến lúc mà chúng ta được ban phước, chúng ta mới có thể cảm tạ và ca ngợi Chúa. Ngay cả những lúc chúng ta gặp hoạn nạn, khó khăn, chúng ta vẫn có thể ca ngợi Chúa. Ngay trong khi chúng ta phải đối diện với khó khăn hiện tại, chúng ta vẫn có thể tin cậy Chúa sẽ giải cứu chúng ta kịp thời và chúng ta trông đợi sự vinh hiển của Ngài. Tác giả của bài thánh ca Thánh Chúa siêu việt là ông mục sư Carl Boberg. Ông là người Thụy Điển. Sau một tang lễ ở nhà thờ vào buổi chiều hôm đó, trên đường về nhà thì ông gặp một cơn bão. Ông nhìn thấy sóng chớp nổi lên một cách dữ dội và ông liên tưởng đến quyền năng của Chúa. Ông liên tưởng đến quyền năng của Đức Chúa Trời, của Thượng Đế. Và khi ông về đến nhà được bình yên thì ông nhìn thấy cơn bão đã hết rồi và ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu vào cửa sổ, và ông nhìn qua cửa sổ, ông nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, ông nghe được tiếng chim hót líu lo ở trong vườn, ở trong rừng ở đằng sau, khiến cho ông phải quỳ xuống để ca ngợi quyền năng của Chúa. Và rồi ông cảm động, ông viết ra một bài thơ để miêu tả sự siêu việt của Đức Chúa Trời. Bài thơ đó bao gồm tất cả 9 câu, và những người Baptist hồi đó ở Thụy Điển đã bắt câu và soạn lại thành bài thánh ca để ca ngợi Chúa, để cho các hội thánh ca ngợi Chúa trong các buổi lễ. Nhiều năm sau, thì có một cặp vợ chồng giáo sĩ tên là của người Anh tên là Stuart Hine đi làm giáo sĩ cho Ba Lan và tìm cách. Thì có lần hai vợ chồng ông và giáo sĩ này đi đến thăm một cái vùng núi Carpathian Mountains ở bên Nga, và ông nhìn thấy sự hùng vĩ núi non được Chúa tạo ra một cách hùng vĩ, và rồi họ cũng gặp một cơn bão trên núi đó, và họ nhìn thấy quyền năng của Chúa, và họ cảm động nhớ đến bài thánh ca mà ông Boberg này đã viết ra. Và ông Stuart này, ông cảm động, ông dịch cái bài đó ra Anh ngữ. Thì ông dịch được 3 câu đầu tiên, rồi Thế chiến thứ 2 xảy ra, và sau khi Thế chiến thứ 2 chấm dứt thì ông dịch câu cuối cùng, câu thánh ca cuối cùng. Bài thánh ca mà chúng ta ca ngợi Chúa ngày hôm nay gồm có tất cả là 4 câu, và 2 câu đầu tiên là nguyên tác của ông Boberg, và 2 câu cuối cùng thì của ông giáo sĩ Hai. Mình thấy rằng là thông thường thì khi gặp những trường hợp khó khăn, hoạn nạn, bão táp, lúc đó người ta ít khi nào nghĩ tới Đức Chúa Trời, mà người ta thường nghĩ tới người ta nhiều hơn, người ta thường nghĩ tới cá nhân của mình nhiều hơn, nghĩ đến những hoạn nạn có thể xảy ra để họ tìm cách họ tránh thoát. Khi nhìn thấy những đổ nát, những tai nạn, những chết chóc, những đau thương thì
có khi người ta ngó lên trời mà không phải là để cảm tạ Chúa, nhưng mà để trách móc ông trời, ông thiên tại sao lại phũ phàng như vậy. Có người thì cũng ngó lên trời để mà cầu khẩn xin cho được tai qua nạn khỏi, và khi mà họ thoát được cơn bão, thoát được những khó khăn trở ngại đó, thì nhiều người tạ ơn Chúa, tạ ơn bề trên đã thương yêu và che chở cho họ. Nhưng mà ít khi người ta ca ngợi và tạ ơn Chúa trong lúc người ta phải đối diện với cơn bão. Ở trong cơn bão thì hai tác giả của bài thánh ca mà chúng ta ca hát buổi sáng hôm nay đã nhìn thấy quyền năng vô tận của Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên, quý ông bà chị em nhớ câu đầu tiên là như thế nào? Nhắc lại câu đầu tiên như thế này: khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sống rền nổ khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Thế nên chúng ta thấy hai người tác giả của bài thánh ca này đã xác nhận Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra mọi vật, từ sao ở trên trời cho đến cát ở dưới biển, từ sóng gió cho đến bão táp, đến sấm chớp, và họ cảm xúc, họ kinh sợ trước oai quyền của Chúa. Họ viết ra bài, lời bài thánh ca đó. Đành rằng là người ta giải thích được bão táp bắt đầu từ đâu và vì sao bão xảy ra. Người ta có thể biết được bão bắt đầu từ nơi nào và di chuyển đi đến đâu với một vận tốc như thế nào, và biết được rằng vùng nào thì cơn bão có thể đi qua. Nhưng mà cho đến bây giờ chưa ai có thể tìm được cách nào để có thể trấn an cơn bão. Ngoài trừ một người, đó là ai biết không? Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có khả năng trấn an các cơn bão. Hiện tại bây giờ người ta đang cố gắng để tìm đủ mọi cách để mà trấn an cơn bão mà họ vẫn chưa có làm được. Mình biết là nước Mỹ là một cường quốc, Hoa Kỳ là một cường quốc vừa về vấn đề kinh tế vừa về vấn đề quân sự, và nhiều người ở bên Hoa Kỳ này, bên nước Mỹ này, họ tìm cách để họ trấn an cơn bão. Có những người họ nghĩ ra những cách thức giống như là cho một cái máy bay bay ngang qua cái cơn bão đó rồi thả cái trái bom thật là lớn vào giữa trung tâm cái cơn bão đó để làm cho cái áp suất thay đổi đi, hy vọng rằng là đổi được chiều hướng của cơn bão để cho nó đi vòng vòng ngoài biển, nó khỏi cái đi vô trong bờ được vào lòng hai người ta. Nhưng mà tất cả những điều này chỉ đều là những mơ tưởng mà chưa có ai thực hiện được một cách chính xác. Cho đến nay chúng ta chỉ biết có một người có thể trấn an được cơn bão đó, mà giống như là kinh thánh ghi lại đó. Thế nên tác giả của bài thánh ca đương nhiên là người Cơ Đốc nhân, và hai người này thấy được oai quyền của Đức Chúa Trời và cảm phục oai quyền của Chúa, cho nên họ lên tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Thành ra chỉ có những người Cơ Đốc mới biết rõ được quyền năng của Chúa, mới có thể ca ngợi Đức Chúa Trời khi mà nhìn thấy bão táp, nhìn thấy sóng gió, nhìn thấy những gì từ khủng khiếp xảy ra trong thế gian. Nhiều khi họ nhìn thấy những tai họa xảy ra, cho dù là có những việc gây họa hoạn lớn cho quân dân, người tốt và người xấu cũng đều phải nhận chịu những tai họa đó. Nhưng mà người tin Chúa cũng như những người không tin cũng đều phải nhận chịu những gì thiên tai xảy ra, những gì ảnh hưởng của thiên tai. Nhưng mà họ biết rằng ý Chúa thì khác với lại ý loài người. Họ biết được rằng kế hoạch của Chúa khác với lại sự mong muốn của chúng ta. Kế hoạch của Chúa thì lâu dài, kéo dài từ thời đại này qua thời đại khác,
trong khi tất cả những gì loài người nhìn vào và chỉ nhìn thấy những gì trước mắt mà thôi. Một người Cơ Đốc thì tin rằng Đức Chúa Trời tạo ra các thiên tài với hai mục đích chính. Thứ nhất là để dạy dỗ, nhắc nhở loài người về sự hiện hữu của Chúa. Mình thấy hai ông tác giả của bài thánh ca này nhìn thấy dòng tố và thấy được quyền năng của Chúa. Thành ra các Cơ Đốc nhân nhìn thấy những thiên tai thì biết được rằng Chúa thực sự hiện hữu, Chúa đang làm việc ở trong những thiên tai đó. Đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là để thực hiện một kế hoạch nào đó trong chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời. Có khi Đức Chúa một cơn bão đi qua để mà hủy phá tất cả những cái gì đang tội lỗi đang chống nợ. Có khi Chúa muốn xây dựng một cái gì mới, cho nên Chúa cho những cái gì cũ bị tàn phá đi. Chúa có một chương trình của Ngài, và chỉ có những người con dân Chúa mới nhìn vào những sự việc đó và có thể thấy được ý muốn của Chúa như thế nào. Điều này bày tỏ một đặc tính khác của Đức Chúa Trời nữa, là lòng nhân từ của Chúa. Lòng nhân từ của Chúa phát xuất từ tình yêu thương. Chúa yêu thương những gì mà Ngài đã sáng tạo ra. Tác giả của bài thánh ca biểu lộ lòng nhân từ của Chúa qua câu thứ hai. Câu thứ hai chép rằng: khi tôi lên ngọn non cao, trông xuống dưới vực thẳm, suối róc đất treo hòa tấu khúc ca êm đềm, tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc của mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Thế nên mình thấy câu thứ hai diễn tả Đức Chúa Trời, diễn tả sự quay quyền của Chúa từ ngọn núi cao. Họ cũng nhìn thấy Chúa, và họ nhìn thấy Chúa ngay cả khi họ ở dưới vực thẳm. Họ nhìn thấy Chúa trong cơn bão táp chiến dồn, và họ cũng nhìn thấy Chúa ở trong hoàn cảnh thanh bình của rừng rậm, với những cây cối xanh tươi, với những tiếng suối chảy róc rít, hay là tiếng chim hót líu lo. Câu thứ hai đó, cho chúng ta thấy rõ được bàn tay của Chúa ở trong sự sống của muôn vật. Sự sống êm đềm, hạnh phúc với đầy đủ tất cả mọi sinh lực thiết yếu cho cuộc sống, tất cả đều được Chúa ban cho. Tác giả diễn tả là sống ở trong tình yêu thương của Chúa thì vạn vật sẽ được bình an, sẽ đua nhau sinh sôi nảy nở để làm cho tràn đầy trái đất này ở trong niềm vui mừng được cánh tay toàn năng của Chúa bảo bọc che chở. Nếu mà chúng ta nhìn thấy sự gìn giữ, sự gìn giữ của Chúa ở trong cơn bão táp, thứ nhất thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy mục đích thương yêu của Chúa cho tạo vật ở trong câu thứ hai. Đó là những gì mà người tác giả của bài thánh ca muốn diễn tả cho chúng ta. Tôi muốn hỏi quý ông và anh chị em điều này. Qua hai câu thánh ca đầu tiên đó, thì chúng ta thấy rõ được hai thái cực của Chúa, phải không? Chúng ta thấy oai quyền của Chúa trong cơn bão táp, sự giận dữ lôi đình của Ngài, và chúng ta nhìn thấy sự hiền hòa nhân từ của Chúa mang bình an đến cho muôn vật. Vậy thì điều gì làm cho Chúa có hai thái độ hoàn toàn khác nhau như thế? Chúng ta thấy Chúa giận dữ lôi đình trong cơn bão táp, chúng ta thấy Chúa thương yêu trong sự bình an cho vạn vật. Như vậy thì điều gì làm cho Chúa thay đổi như vậy? Quý vị biết không? Mình nghĩ thử xem điều gì chúng ta làm để cho Chúa có hai thái độ, hai thái cực như vậy. Đó có phải là tại vì đời sống tội lỗi của loài người không? Suy nghĩ thử đi, suy nghĩ một chút xíu xem, có
Không phải là tại vì tội lỗi của loài người mà Chúa phải có hai thái độ và hai thái cực khác nhau hay không? Và đến mục đích của Đức Chúa Trời khi mà sáng tạo ra vạn vật là gì? Khi sáng tạo ra loài người là gì? Không phải là Chúa muốn cho loài người có một đời sống bình an, Chúa ban ơn phước cho vạn vật để được sinh sôi nảy nở, để làm đầy dãy trái đất này. Không phải là Chúa muốn cho vạn vật có đầy đủ mọi thứ để có được sự sống, một sự sống dư dật hay không? Đúng là đó là ý muốn của Chúa, nói ra ngay từ ban đầu, phải không? Nhưng mà người ta không muốn sống theo ý Chúa. Người ta muốn sống theo ý mình. Người ta bị lôi cuốn theo lối sống ích kỷ, theo lối sống tham lam, thèm muốn được hơn kém lẫn nhau. Vì thế cho nên người ta sinh ra ghen ghét, người ta sinh ra tranh cãi, và kết quả là họ không vâng lời của Chúa, họ không vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, làm cho chứ nhìn thấy tội lỗi của loài người mà Chúa phải nổi cơn giận luôn đi. Chứ phải cho dông bão xảy ra. Nhưng mà mình biết vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, cho nên Ngài không muốn hết thảy loài người chúng ta phải bị chết trong tội lỗi của mình. Vì thế cho nên Chúa mới ban cho loài người Chúa cứu thế, tức là Chúa Giêsu giáng sinh để làm chiến con của Đức Chúa Trời hầu cách hết tội lỗi của thế gian đi. Và đó là ý nghĩa ở trong câu thánh ca thứ ba. Câu thứ ba chép như thế này: khi tôi suy nghiệp, cha sai con giáng thế chịu chết, đã chẳng tiếc con, Ngài phó cả cho tôi rồi. Ôi ân sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy. Chúa chết biết tôi, vì gánh thế tôi muôn tội. Tại nên mình thấy ông tác giả lúc này là ông Stuart Hines, ông muốn diễn tả tình yêu thương của Chúa đến độ mà Ngài ban con một của Ngài xuống thế gian và giáng thế để chịu chết cho chúng ta. Chúa đã không tiếc con một của Ngài phó hết tất cả cho chúng ta. Và đó là một ơn sâu rộng, đó là một ơn bao la, một tình yêu thương lớn lao mà Chúa ban cho loài người chúng ta. Chúa gánh hết tội lỗi chúng ta đã làm để chúng ta có cơ hội được kể là công bằng, được kể là con dân của Chúa. Mình biết rằng Chúa Giêsu phải sinh ra ở trong lòng một người nữ đồng trinh, để mà không có mang những mầm mống tội lỗi từ Adam truyền xuống, và Chúa phải bị bán cho các thầy tế lễ, để rồi phải bị treo ở trên thập tự, và Chúa phải chịu chết chôn ở trong mồ mả, xả thân vào huyết ra, chịu hình phạt thay cho nhân loại, để cho tất cả những ai bất cứ sinh ra ở đâu, sinh vào thời đại nào, nếu tin nhận vào điều đó và mời Ngài làm cứu Chúa, đều sẽ được cứu Chúa, đều sẽ được Chúa ban cho sự sống đời đời. Và chính vì Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập tự giá, phải bị chôn ở trong mồ mả. Nhưng mà mình biết là Chúa không nằm ở trong mồ mả lâu, phải không? Chúa ở trong mồ bao nhiêu lâu? Mấy chục tháng? Ba đêm. Hai ngày ba đêm. Ba ngày hai đêm ra khái là như vậy. Chứ không ở trong mồ mả, nhưng mà ba ngày sau Chúa sống lại. Và ngôi mồ tạm chôn lúc đó bây giờ trở thành ngôi mộ trống. Và nhiều người đến đó đã nhìn thấy ngôi mộ không có ai ở trong mộ. Và Chúa Giêsu sống lại, rồi Ngài ở với đây loài người chúng ta khoảng 40 ngày, rồi Chúa thăng thiên, Chúa trở về cùng Cha. Chúa đi như vậy để làm gì? Chúa Giêsu nói rằng Ngài phải đi như vậy để chuẩn bị cho tất cả chúng ta một chỗ, để khi mà Ngài ở đâu thì chúng ta cũng được ở đó với Ngài. Và điều đó nói rằng Chúa đi và Chúa sẽ trở lại,
Và khi Chúa trở lại, Chúa sẽ đón tiếp chúng ta. Và lúc đó, Ngài sẽ lập ra trời mới, đất mới, sẽ lập ra thiên đàng để mà con dân của Chúa được ở với Ngài trong cõi đời đời. Và đó là ý nghĩa của câu thánh ca thứ tư mà các tác giả đã viết rồi. Câu thứ tư chép như thế này: khi vua lai hồi, vang vang muôn nước tiếng tục phán, đến tiếp rước tôi về với Chúa trên thiên đàng. Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi. Ở đó chúc tôi, Ngài đến vẫy ơn tôn trào. Thành ra quý ông bà chị em, mỗi một khi chúng ta tôn vinh Chúa bài thánh ca thánh Chúa siêu việt này, chúng ta hát chung với nhau bốn câu thánh ca, chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa của người tác giả bài thánh ca này là làm sao. Họ muốn khuyến khích chúng ta hãy ca ngợi Chúa, hãy nhìn thấy Chúa ở trong tất cả mọi hoàn cảnh của chúng ta. Trong tất cả mọi hoàn cảnh, mình đều có thể ca ngợi Đức Chúa Trời của mình khi Chúa Giê-xu trở lại. Thì mình biết được rằng Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ lập lại trời mới, đất mới, lập lại thiên đàng, phải không? Và nơi mà Chúa ở với chúng ta, tất cả chúng ta sẽ được ở với Ngài. Và Chúa sẽ làm vua trị vì dân sự đời đời. Và đó là lúc chương trình của Đức Chúa Trời cho nhân loại sẽ kết thúc, sẽ chấm dứt một cách đẹp đẽ theo đúng ý muốn của Ngài. Hiện nay thì có ai biết ngày đó là ngày nào không? Không ai biết được ngày mà Chúa sẽ trở lại đó để thành lập thiên đàng đó là ngày nào. Mình biết được rằng là có nhiều người cố gắng tiên đoán cái ngày đó, phải không? Chúng ta đã nghe thấy nhiều người đã tiên đoán ngày mà Chúa trở lại, nhưng mà lịch sử đã chứng minh rằng tất cả những người tiên đoán ngày đó đều là sai lầm. Bởi vì cái ngày đó đã trôi qua, Chúa vẫn chưa có trở lại. Không ai biết được Chúa sẽ trở lại ngày nào. Tại sao vậy? Tại sao Chúa không muốn cho chúng ta biết rõ ngày nào Chúa trở lại? Bởi vì ý muốn tốt lành của Ngài là để cho tất cả chúng ta luôn luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa bất cứ lúc nào. Nếu tôi biết rằng là 3 năm nữa Chúa mới trở lại, thì bây giờ từ giờ đến 3 năm sau tôi tha hồ sống một đời sống buông thả, phải không? Và chờ đến ngày, gần đến ngày Chúa trở lại rồi, tôi ăn năn hối lỗi, tôi đi nhà thờ để tôi được sự cứu rỗi, đúng không? Chứ không muốn chúng ta sống một đời sống buông thả như vậy. Chúa muốn chúng ta bất cứ một giây phút nào cũng sẵn sàng để mà gặp Chúa, và Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào. Khi Chúa trở lại, Chúa sẽ rước con dân của Ngài. Tại vì Chúa hứa rằng là Chúa ở đâu thì con dân của Chúa sẽ được ở đó. Thành ra tôi có câu hỏi để cho quý ông bà chị em là quý vị cần phải làm gì để được Chúa rước lên khi Ngài trở lại? Mình cần phải làm những việc thiện nào để khi Chúa trở lại mình được Chúa rước lên? Có ai biết mình phải làm điều gì không? Nếu mà bây giờ câu hỏi khác, nếu mà Chúa trở lại ngay lúc này, thì những ai ở đây biết được rằng mình sẽ được Chúa rước lên? Có ai biết không? Xin quý vị tưởng tượng ra một hình ảnh như thế này. Ở trong phi trường, ở trong sân bay, thì mình mọi người tụ tập ở đó, xong rồi cái nghe cái tiếng loa phóng thanh thông báo rằng là tất cả mọi người hãy lắng nghe này. Trên tay tất cả mọi người đều có cái passport, người ta kêu là cái gì đó, cái hộ chiếu, phải không? Có cái hộ chiếu. Những ai có hộ chiếu của Hoa Kỳ thì đứng sang một bên, những ai không có hộ chiếu của Hoa Kỳ thì đứng qua một bên khác. Rồi thì những người nào có giấy passport của Hoa Kỳ đó thì đi theo cái con đường này, những người khác ở lại.
mình tưởng tượng ra cái hình ảnh đó. Thì bây giờ mình muốn có cầm ở trong tay cái hộ chiếu của Hoa Kỳ hay không? Hay là mình muốn cầm hộ chiếu của một quốc gia khác? Bây giờ lấy một ví dụ khác nha. Ở Việt Nam, ngày đó có một đứng loa phóng thanh thông báo là ngày hôm nay đúng 14 giờ rồi mời tất cả đồng bào mang hộ khẩu đến để đánh gạo. Trong hộ khẩu mình có bao nhiêu người thì mỗi người được đánh 2 lít gạo. Thành ra chiều nay đúng 2 giờ chiều mọi người đem hộ khẩu của mình đi đến để mà đánh gạo. Quý vị có hộ khẩu thì có đến để đánh gạo không? Có gì không? Tại vì đó là quyền lợi của mình mà. Mình có hộ khẩu, mỗi một người trong hộ khẩu đó mình lấy được 2 lít gạo. Nhưng mà nếu những người không có hộ khẩu thì làm sao? Họ có đến để xếp hàng lấy gạo không? Câu hỏi thì đưa chúng ta trở lại câu chuyện lúc mà Chúa Giê-xu trở lại đón tiếp con dân của Ngài. Chúa chỉ đón tiếp con dân của Chúa thôi. Nếu bây giờ mà Chúa nói rằng là chỉ có ai có passport của USA thì mới được đón tiếp lên, thì chúng ta chỉ có mỗi một cách là làm sao có passport của USA, phải không? Nếu mà Chúa chỉ đón tiếp con dân của Ngài thì chỉ có con dân của Chúa mới được Chúa đón lên. Vậy thì chúng ta làm sao để mà chúng ta có thể được Chúa rước lên? Chúng ta phải trở thành con dân của Chúa thì Chúa sẽ rước chúng ta lên. Điều rất là đơn giản. Cho nên khi mà Chúa Giê-xu trở lại, những ai tin Ngài làm cứu Chúa thì sẽ được Chúa rước lên với Ngài. Cho nên nếu mà quý ông bà chị em muốn được Chúa rước lên thì phải cầu nguyện tin Chúa, phải cầu nguyện với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình và xin Chúa làm Chúa làm chủ đời sống của mình thì mình sẽ được rước lên. Chỉ đó một cách duy nhất mà thôi. Nhưng mà có một điều như thế này là nếu mà mình nghe cái tiếng kêu gọi ai mà có tin Chúa thì được rước lên đó. Cái tiếng kêu đó không có kéo dài đủ để cho chúng ta có đủ thời giờ để mà chúng ta làm việc lúc đó. Giờ tình như là lúc đó mà kêu là ai có passport USA thì sẽ được rước lên. Đó không có thời giờ để cho chúng ta xếp hàng xin cái passport. Chúng ta phải xin từ trước. Đến lúc đó thì cái tiếng kêu đó chỉ như là một tiếng loa vang ra là chuyện nó sẽ xảy ra. Vì thế cho nên chúng ta không thể chờ cho đến lúc đến chân rồi mới nhảy, mà chúng ta phải có passport ngay từ giờ này. Chúng ta phải tin Chúa ngay từ lúc này. Tại vì tiếng gọi đó chỉ là một tiếng gọi trong khoảnh khắc. Nếu mà mình chưa có tin Chúa lúc đó thì mình sẽ không có thể được rước lên. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những ai ở đây chưa là con dân Chúa thì hãy tin nhận Ngài ngay lúc này. Hãy tin nhận Chúa là cứu Chúa của mình ngay giờ phút này, đừng có chờ đợi. Tại vì Chúa có thể đến bất cứ lúc nào và mình lúc nào cũng phải có sẵn sàng có passport để mà Chúa rước lên mình đi theo Chúa. Nếu mà mình chờ đợi có thể mình sẽ chết lại. Hãy làm những gì mình cần làm ngay khi mà mình có thể làm được. Đừng có delay, đừng có procrastinate, đừng có chờ đợi. Những ai muốn tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa để được Ngài ban cho sự sống bình an, sự sống dư dật, thì đây là dịp tiện tốt nhất để quý vị tin nhận Chúa. Có ai muốn tin Chúa điều này, xin giơ tay lên cho tôi biết đó. Tất cả chúng ta có lẽ đều không có nhìn thấy Chúa Giê-xu.
Nhưng mà tôi biết là Ngài đang đứng trước ngưỡng cửa, ngưỡng cửa của tấm lòng tôi. Nó đang gõ cửa, muốn vào để cùng dùng bữa tối với quý vị ngày hôm nay, để hướng dẫn quý vị, để quý vị có một đời sống đầy phước cả, một đời sống luôn vui mừng. Ngay cả khi mà mình nghe tiếng chim kêu róc rách, hay là lúc giông tố nổi, Ngài muốn làm Chúa của quý vị. Nếu một quý vị sẵn sàng đón tiếp Chúa và học, có ai sẵn sàng được tiếp nhận Chúa giờ này không? Hầu hết chúng ta là những Cơ Đốc nhân, cho nên tôi cũng muốn có đôi lời với quý vị. Đó là Cơ Đốc nhân. Cuộc đời của chúng ta đã từng có những cơn giông tố, phải không? Quý vị nhiều lúc đã từng trải qua những cơn bão táp. Có khi bão ở ngoài đời, mà cũng có khi bão ở trong lòng, phải không? Tất cả chúng ta chắc chắn rằng nhiều lúc chúng ta đã nghe được những tiếng chim hoặc nghe ca hát ở bên tai, và chúng ta cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Chúa che chở đời sống con mình của chúng ta. Tất cả chúng ta, ngay cả tôi, cũng đều từng trải những kinh nghiệm như vậy. Chắc chắn là nhiều người đã kinh nghiệm được Chúa giải cứu những khó khăn cho mình, được Chúa ban ơn. Và trong những dịp như vậy, bao nhiêu lần quý vị nói lên lời ca ngợi Chúa, bao nhiêu lần quý vị nói lên lời cảm tạ ơn phước của Ngài, bao nhiêu lần chúng ta ca ngợi quyền năng của Chúa, cái giải cứu chúng ta, cái Chúa ban ơn cho chúng ta. Nhiều người nhìn con tạo xoay vần đó không? Nhìn thời cuộc trôi qua lúc lên cao đi xuống thấp, và cảm xúc của họ cũng trồi sụp như vậy. Khi mà quý vị ở trong những lúc lên cao xuống thấp như vậy, thì cảm xúc của quý vị là sao? Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị có tự lực cánh sinh, có nghĩa là tự mình lo cho mình, cố gắng làm hết tất cả mọi chuyện để mà giải đáp cái bài toán của cuộc đời không? Hay là chúng ta nhìn thấy có quyền năng của Chúa ở bên trên? Hay là chúng ta trông cậy vào quyền năng của Chúa ở bên trên? Bao nhiêu lần chúng ta ca ngợi Chúa vì ơn phước đầy dẫy Chúa ban cho, khi mà chúng ta gặp mọi chuyện may mắn? Và bao nhiêu lần chúng ta ta thán, nói rằng ông trời thực sự không có mắt. Bài thánh ca đến Chúa siêu việt, cho thấy Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài yêu thương con dân Chúa, và Ngài sẽ giữ lời hứa là sẽ ban cho họ. Họ sẽ có được sự sống đời đời, sự sống sung mãn, sự sống dư dật. Nhưng mà trong mỹ đức thành tín đó của Chúa, Ngài cũng bày tỏ quyền năng, sức mạnh và sức công bằng của Ngài. Chúa không thiên vị những người nào thực sự có phước, là những người thấy được những việc đó một cách trọn vẹn, và luôn luôn có những cảm xúc nhận biết Đức Chúa Trời là Thượng Đế, là Đấng sáng tạo, là Đấng cầm quyền trên đời sống của mình, cầm quyền làm chủ tất cả mọi việc trên thế gian. Và khi người ta biết được như thế, họ có thể ca ngợi Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi biết được như thế, họ có thể cảm tạ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tất cả những gì Chúa đặt để trên đời sống họ, họ đều có thể nhận lấy, họ đều có thể ca ngợi Chúa, họ đều có thể cảm tạ Chúa, cả vui đến buồn. Kinh Thánh nguyên con dân Chúa là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với
anh em là như vậy. Và đó là lời kinh thánh nhắc nhở tất cả chúng ta, cho nên tôi muốn quý vị ghi nhớ câu kinh thánh này. Và để kết thúc bài giảng ngày hôm nay, tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện vui. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, ở bên Anh Quốc có một ông công tước đó. Ông biết là ông Đức hay là ông gì đó, ông công tước, ông làm lớn lắm. Mỗi một năm thì ông thường đi Phi Châu để mà săn bắn. Và ông ta là người khuyết tật. Khi mà bẩm sinh, mới sinh ra đó, thì cái tay phải của ông chỉ có bốn ngón, không có ngón tay cái. Khi ông muốn đi qua Phi Châu để săn bắn, thì ông mời một người bạn mới quen đi cùng với ông. Và người bạn này thấy ông là người khuyết tật, cho nên nói rằng là ông là người có phước. Tại vì ông bị khuyết tật, ông không có đủ 10 ngón tay. Ông công tước này nghe thấy như vậy thì buồn giận lắm, tại vì thấy người bạn của mình mới quen mà lại nêu ra cái điều mà không hay, không tốt của mình. Mặc dù rằng là nói rằng là mình là người có ơn của Chúa, nhưng mà nêu ra cái điều mà không muốn người ta biết tới, người ta nói tới. Cho nên ông giận, ông rút lại cái lời mời và không có cho cái người bạn đi với ông đi qua bên Phi Châu đi mà săn bắn. Rồi thì ông đi một mình qua bên Phi Châu và rồi bị mọi mắt định đưa ông vô, bỏ ông vô trong cái nồi nước sôi để mà làm thịt. Thì trước khi mà bỏ ông vô trong cái nồi nước sôi đó, họ coi xét thân thể của ông một cách kỹ lưỡng và thấy rằng là cái tay phải của ông nó chưa có bốn ngón. Thành ra thấy người tù trưởng mọi này nói rằng là ông này deform, ông này là người không tốt, không có đáng để mà ăn thịt, thả cho đi về. Ông công tước là như này, nên mừng quá, nhớ lại lời người bạn mình nói rằng là mình là người có phước. Và lúc đó ông thực sự ông mới thấy rằng là ông là người khuyết tật, đúng là người có phước, và ông ca ngợi Chúa. Ông mời người bạn đó tới để mà cảm ơn là đã nói lên một cái sự thật đó. Và rồi người bạn đó thấy ông lại cảm ơn ông rối rít. Ông ngạc nhiên ghê lắm. Ông thắc mắc, ông hỏi rằng là tại làm sao bạn mình bị hết hồi, phải không? Cứ mời rồi cho đi qua bên Phi Châu đi săn bắn free, mà bây giờ không có cho đi bắt ở nhà, nó gặp mình lại vui mừng cảm ơn mình là gì? Tại sao vậy? Cứ vì đoán từ xem tại sao ông rất là cảm ơn người bạn mình. Dạ, ông công tước ông hỏi tại sao mà anh lại cảm ơn tôi rối rít như vậy. Và ông ta xòe hai bàn tay lên người đó. Ông ta nói rằng là cảm ơn ông đã không cho tôi đi. Chứ còn nếu mà cho tôi đi thì tôi đã vô mùi nước sôi rồi. Rất là anh chị em, con dân Chúa luôn luôn nhìn thấy quyền năng của Ngài trong tất cả mọi cơ hội. Và đều có thể ca ngợi Chúa, đều có thể tạ ơn Ngài trong tất cả mọi việc. Giờ này xin kính mời quý vị lắng nghe những phước trong lời thánh ca kêu gọi. Xin kính mời chị.